Một mặt nữa là cái thể
giải thích điều của mình. Mai mốt các bạn sẽ học với thầy Tuấn Hưng cái bài ung thư bàng quang. Khi mà mình mổ cắt bàng quang bỏ thì mình sẽ tạo hình bàng quang bằng ống tiêu hóa. Mình có thể tạo hình bằng dạ dày, bằng ruột non, bằng ruột già. Cho nên là mình bắt buộc phải có những kiến thức về tiêu hóa. Có thắc mắc gì không? Khúc nào thắc mắc là xin gọi lại mình dạy cho Adat liền ha. Rồi, như vậy thì tiết điệu là một cái ngành rất lớn, như tôi nói là như vậy thì trong tiết điệu nó sẽ có những chuyên ngành gì? Cái chuyên ngành lớn nhất hiện bây giờ của tiết điệu là niệu nội soi. Các bạn sẽ thấy đó là endourology. Nó là một cái hiệp hội rất lớn, Endourological Society. Niệu nội soi nó làm cái gì? Nó gồm có hai cái là phẫu thuật nội soi là laparoscopy và nội soi là endoscopy. Cái gì mà thuộc về scopy, nhớ không? Mình học tiếng Pháp đó là scopy, nó là soi, là rọi, là nhìn. Laparoscopy là nhìn. Laparo là gì? Theo tiếng Hy Lạp nó là cái thành bụng. Laparoscopy là nhìn xuyên qua thành bụng. Đó là những cái phẫu thuật mà mình đặt những cái ống choca như vậy, rồi mình cho, mình chuyển nó lên cái màn hình TV để mình nhìn lên, thì nó là laparoscopy. Endoscopy là gì? Là tất cả những cái phẫu thuật, thủ thuật mà mình làm theo cái đường tự nhiên. Đây là cái laparoscopy, là mình đặt một cái troca. Cái troca như hồi nãy các bạn thấy đó, đây là cái troca, đây gọi là cái troca. Mình đặt lên bụng bệnh nhân 3-4 cái lỗ gì đó, tùy theo phẫu thuật nó dễ hay nó khó. Rồi mình sẽ soi cái này vô, rồi sau đó mình sẽ dùng những cái dụng cụ để mình thao tác, mình phẫu thuật cho bệnh nhân. Đây là một cái phẫu thuật laparoscopy. Đây là mình sẽ bụng bệnh nhân, mình sẽ đặt mấy cái lỗ, mình sẽ đưa dụng cụ vô và mình mổ, mình nhìn thấy trên màn hình 2D. Đây là phẫu thuật laparoscopy. Nhưng mà các bạn nhìn thấy rằng là các bạn nhớ lại là bụng mình sẽ có cái ổ này gọi là ổ phúc mạc, đúng không? Tất cả những cái tạng trong phúc mạc. Nhưng mà các bạn nhớ lại thận, mình học về định nghĩa là thận là gì? Thận là một tạng đặt chứa đầy máu nằm sau phúc mạc. Cho nên nếu mình xuyên qua phúc mạc thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Mình sẽ đi qua một đống ruột rà mạch máu vân vân và vân vân. Cho nên rằng là mình sẽ có một cái phẫu thuật gọi là phẫu thuật nội soi sau phúc mạc. Đây là ông Von, là cái ông người Ấn Độ. Ông đã đến thăm Việt Nam mình. Thấy cái gì không? Cái sầu riêng. Sầu riêng mà. Cái này là cái sầu riêng này. Ông là người đầu tiên trên thế giới làm cái phẫu thuật gọi là phẫu thuật cắt thận qua nội soi sau phúc mạc. Và chính nhờ ông nghĩ ra một cái phương pháp để bóc tách cái khoang sau phúc mạc cho nó thiệt là rộng để mình có thể thao tác. Các bạn thấy cái bụng nó bự dần dần nhỉ? Mình vô rồi mình bơm hơi lên thì nó căng rất là to, mình thao tác rất là rộng rãi. Nhưng mà cái vùng sau phúc mạc thì nó rất là chật chội. Thành ra là mình muốn làm những phẫu thuật sau phúc mạc mình phải bóc tách cho nó ra. Thì cái ông Gon này là cái ông đầu tiên trên thế giới, ông nghĩ ra cái phương pháp làm rất là đơn giản, làm sao cho cái khoang này nó thiệt rộng ra để mình có thể thao tác được. Cái ưu điểm của nó thì vẫn dễ thôi. Đó, như tôi nói không có liên quan gì tới cả. Ngoài ra phẫu thuật nội soi nó còn có thêm một cái hỗ trợ bằng tay. Tức là sao? Tức là mình cũng đặt cái scope vô để mình soi lên màn hình. Nhưng mà thay vì mình dùng một cái dụng cụ thì mình dùng bàn tay thò vô. Nhưng mà cái này thì nó rất là dễ thực hiện, tại vì mình có cảm giác sờ chạm được, mình cầm được cái tạng ở trên tay rồi mình phẫu thuật, mình nhìn, người cầm người nhìn thì cái nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và khi mà mình cần lấy cái tạng nó ra ngoài thì mình lấy cả cái đường này rất là dễ dàng. Một cái phẫu thuật nữa là phẫu thuật nội soi với robot. Việt Nam mình hiện giờ có hai đơn vị có robot, đó là bệnh viện Bình Dân và bệnh viện 108 ở Hà Nội. Như vậy thì robot là cái gì? Người ta không bao giờ nói rằng là phẫu thuật nội soi với robot bằng cái con robot. Hồi đầu khi người ta nói tới phẫu thuật nội soi với robot thì có một anh bác sĩ anh nói rằng là
như vậy thì mấy anh phải chẩn đoán cho đúng nha. Mấy anh mà nói là viêm ruột thừa là cái con robot đó nó vô cắt ruột thừa thôi, mấy anh mà chẩn đoán lộn á hả, à, ví dụ u nang buồng trứng mà mấy anh chẩn đoán là viêm ruột thừa nó vô cứ cắt ruột thừa, sai lầm hoàn toàn. Cái robot này nó chỉ hỗ trợ cho mình thôi. Cái robot này nó là cái, nó gồm có bốn cái tay robot này. Đây là những cái để dụng cụ vô người bệnh nhân. Còn cái người phẫu thuật viên là cái người mổ và cái cuồng mổ này. Cho nên rằng là người ta vẫn nói rằng là phẫu thuật là so với robot, tức là robot assistant, tức là robot chỉ hỗ trợ cho phẫu thuật viên mổ, chứ không phải là mình cắm cái điện vô cái con robot nó tự động nó mổ thay cho mình. Vẫn là người ta mổ. Đây là một cái phòng mổ robot. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là cái robot ha. Đây là bệnh nhân nó nằm ở đây. Thì sẽ có người phụ để lắp những cái robot này vô người bệnh nhân. Còn cái người mổ là phẫu thuật viên nè. Như vậy thì phẫu thuật viên có khi nào các bạn nghe nói là vừa mổ vừa uống cà phê không? Đó, đây nè. Vừa mổ vừa uống cà phê nè. Hả? À? Là sao vậy không? Bệnh nhân nằm đây nè, cái con robot, những cái cánh tay robot này nó sẽ gắn những cái dụng cụ phẫu thuật. Những cái dụng cụ phẫu thuật này sẽ nối với cái bàn điều khiển cái này. Thì cái người phẫu thuật viên ngồi ở đây mổ với bằng, nhưng mà ngồi ở đây điều khiển những cái dụng cụ này, nhưng mà những cái dụng cụ này nó sẽ nhúc nhích để nó thực hiện cuộc mổ. Hiểu chưa? Như vậy thì màn hình của nó là màn hình 3D. Ưu điểm nhất của robot là màn hình 3D. Và các bạn thấy rất là đơn giản, đây là cái bàn tay của phẫu thuật viên. Khi chơi game nha, ai mà chơi game giỏi, robot rất giỏi. Ở đây ai chơi game giỏi? Cái phẫu thuật robot là gì? Đây nha, nếu mà mình mổ mở thì sao? Cái bàn tay mình nó sẽ rất là linh hoạt. Mình sẽ sử dụng cái khớp cổ tay để mình có thể cầm dao, cầm kéo, cầm kim, mình may rất là linh hoạt. Còn cái găng tay robot nó cũng linh hoạt y như cái bàn tay của mình, nhưng mà do cái bàn tay của mình điều khiển ở ngoài, đúng không? Đó là cái phẫu thuật hiện đại nhất bây giờ. Và vì nó tinh tế như vậy cho nên người ta sẽ sử dụng robot để phẫu thuật những cái cơ quan ở sâu, chẳng hạn như tiền liệt tuyến, chẳng hạn như nối cái mạch vành của tim, vân vân. Đó thì phẫu thuật robot nó rất có nhiều ưu điểm. Đây là một cái phẫu thuật nội soi endoscopy, như hồi nãy tôi nói đó. Cái ống soi, những cái dụng cụ mình đưa bằng đường tự nhiên, tức là sao, những cái phẫu thuật này sẽ không có gây để lại bất cứ một cái sẹo nào trên cơ thể bệnh nhân hết, toàn bộ là đi bằng đường tự nhiên. Mà đường tự nhiên của hệ niệu mình là cái gì? Là niệu đạo thôi. Nên tất cả những cái phẫu thuật qua niệu đạo thì gọi là endoscopy, mình đi qua đường tự nhiên. Như vậy thì các chuyên ngành của tiến viện, cái thứ nhì mình nói tới là ung thư hầu. Trong ung thư mình sẽ có chẩn đoán, có điều trị ngoại khoa, có điều trị nội tiết tố, có hóa trị tại chỗ và toàn thân luôn. Như vậy thì các bệnh lý ung thư của hiện nay mình có cái gì đặc biệt khác với những cái ung thư của các bạn khác? Cái khác nhất của mình là ung thư tuyến tiền liệt. Học chưa? Học rồi. Thế thì ung thư tuyến tiền liệt có gì khác với những ung thư khác? Cái ung thư tuyến tiền liệt có cái đặc biệt khác với những ung thư khác là ung thư tuyến tiền liệt là ung thư hoàn toàn phụ thuộc vô testosterone. Ông Hodgkin là cái người đầu tiên phát hiện ra cái chuyện này và ông công bố năm 1941. Và sau đó năm 1960 ông được giải Nobel y học nhờ cái cống hiến của ông là phát hiện ra được ung thư tuyến tiền liệt phụ thuộc hoàn toàn vô testosterone. Như vậy thì ung thư tiền liệt tuyến là cái bệnh ung thư duy nhất mà người ta cắt tinh hoàn để điều trị. Chứ không, đôi khi tức là có rất nhiều phương pháp để điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Một trong những phương pháp đó là cắt hai tinh hoàn để điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Trong khi đó, cái ung thư tuyến tiền liệt thì vẫn cái tuyến tiền liệt thì vẫn để chỗ cũ. Mai mốt các bạn học tới và ung thư tuyến tiền liệt thì tôi sẽ giải rất rõ. Và các bạn sẽ hỏi cái tinh hoàn bình thường không? Có biết là ung thư tuyến tiền liệt bình thường không? Hoàn toàn bình thường, nhưng mà mình cắt để điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Mấy bác thầy Vinh sẽ dạy rất là kỹ.
cái đó gọi là nội tiết tố liệu pháp, chỉ có ở trong cái ung thư miệng thôi, đâu có cái ung thư nào khác mà để những liên quan gì ung thư mình đi vào cái chỗ khác đâu, đúng không? Ngoài ra mình sẽ còn có cái chỗ hóa trị tại chỗ, hóa trị tại chỗ trong trường hợp ung thư bàng quang nông, trong cái ung thư bàng quang nông thì mình sẽ bơm thuốc hóa trị vô trong bàng quang để điều trị ung thư, đó cũng là một cái đặc biệt. Một cái chuyên ngành khác nữa là thần kinh học tiết niệu. Thần kinh thì liên quan gì tới tiết niệu? Qua qua cái bàng quang, đúng không? Bàng quang là một cái đơn vị hoạt động, có cái cơ chế hoạt động thần kinh cực kỳ phức tạp, và những cái tổn thương vị nè, u vị nè, chấn thương vị nè, thì cái hậu quả sau cùng của nó sẽ là nó sẽ làm rối loạn lên bàng quang. Những gì cũng vậy, dị tật bẩm sinh đường tiết niệu, đặc biệt là cái dầm. Cái dầm là bác sĩ Nhi kỹ thì bác sĩ Nhiều kỹ. Bác sĩ Nhiều. Nhưng mà người ta thường đến với bác sĩ Nhi. Nhưng mà đúng là bác sĩ Nhiều. Tại sao mình có cái cơ chế bệnh học tốt, mình có cái lý luận về bệnh học thì bác sĩ Nhiều sẽ điều trị cái dầm tốt hơn bác sĩ Nhi. Và cái này là cái đặc trưng của mình là nam giới học, gọi là andrology, tức là tất cả những cái bệnh lý về nội khoa của cơ quan sinh dục nam, gồm có mô sinh, gồm có rối loạn cương, gồm có rối loạn thông tin thì mình điều trị bằng nội tiết. Hoặc là những cái bệnh lý ngoại khoa chẳng hạn như cần thắt ống dẫn tinh, mà cần lấy tinh trùng trong các biện pháp hỗ trợ sinh sản vân vân, hoặc là đặt cái dụng cụ vô dương vật trong những trường hợp bệnh nhân bị liệt dương vân vân, thì những cái này là thuộc về chuyên ngành của tiết niệu luôn. Một cái bệnh nữa, có nam thì cũng có nữ, nhiều là rất là công bằng. Một cái bệnh học về nhiều học của nữ, đây là một cái ngành rất phát triển. Phụ nữ rất nhiều bệnh lý về tiết niệu, và thấy nhiều nhất là chẳng hạn như bàng quang tăng hoạt động, hoặc là sai cơ quan nhiều chậu, hoặc là thiểu không kiểm soát. Tất cả những cái này đều thuộc về bệnh lý của tiết niệu. Còn gì thắc mắc không? Chung quanh cái chuyện tiết niệu học, thấy tiết niệu hay không? Hay quá trời luôn á. Như vậy thì mình sẽ tiếp tới phần xét nghiệm về tiết niệu. Có thắc mắc gì không? Hỏi cô đi. Cô làm nhanh vậy, cô làm nhanh vậy. Cô chạy có bao nhiêu bạn người ở Nha Trang? Mắc gần gần Nha Trang. Mắc cà rô kìa. Mắc cà rô phi. Cái gì ở Nguyên? Tôi là trên Sài Gòn, nhưng Sài Gòn hướng thiệt luôn. Ở Sài Gòn từ mới sanh cho tới lớn, cho tới bây giờ mới đi ra Nha Trang mấy tháng này thôi. Không. Thứ nhất là nếu mà là thận rồi, dễ rồi, các bạn biết rồi nha. Như vậy thì tất cả những cái xét nghiệm để liên quan tới tiết niệu là liên quan tới thận là chủ yếu, đúng không? Thì mình thấy rằng là suy thận là giảm hoạt động của thận, làm cho thận không đào tạo, đúng không? Đúng không? Học rồi đúng không? Vậy thì suy thận khác thận suy chỗ nào? Ủa, có nghe có phải TV không? Quảng cáo là thận suy, tinh lọc, tinh yếu, rồi cũng không ngon gì đó. Vậy thì thận suy, các suy thận như nào? Ai biết thận suy, các suy thận như nào? Theo Tây y của mình, thì thận là nephrology. Những cái hoạt động của thận là bắt đầu từ đơn vị thận là nephron, đúng không? Ai biết rồi. Theo Đông y, theo bước các bạn sẽ học Đông y, thì thận gồm có thận hỏa và thận thủy. Thận hỏa là chủ về sinh dục, thận thủy là chủ về nước tiểu. Cho nên khi mà tinh lỏng tinh yếu thì xuất tinh sớm gì đó, người ta gọi là thận suy. Như vậy thì Tây y của mình không có chữ thận suy, chỉ có suy thận mà thôi. Ai mà nói thận suy thì biết là Đông y rồi ha.
cho nên là để bây giờ đi về quê, trời đi về quê, bác cũng con học thận rồi đó, cho bác hỏi là bây giờ thận bác suy quá thì làm sao? Biết rằng là cái quan niệm thận suy của Đông Y nó hoàn toàn không giống một chút nào với cái suy thận mà mình học ở đây. Nhắc lại luôn, cái này thì cũng dễ thôi, hai cái thận suy thì em còn có thận nguyên quả, không quan điều đó. Như vậy thì thận có hai chức năng ngoại tiết. Chức năng ngoại tiết là tiết ra nước tiểu, như nó đã nói. Như vậy thì sự hình thành và tiết ra nước tiểu sẽ giúp cho mình thải bỏ nước thừa, đúng không? Rồi thải bỏ chất độc và điều hòa các chất tự giải, giữ thân mặt, giữ quan. Cái đó thì ai cũng biết rồi, đúng không? Như vậy thì để tạo thành nước tiểu tại thận sẽ xảy ra bao nhiêu quá trình? Quá trình để từ máu, đúng không, tất cả những chất độc trong máu trở thành ra nước tiểu thì nó phải đi qua thận, đúng không? Nhờ thận mà có nước tiểu. Như vậy thì để có cái nước tiểu được hình thành thì tại thận phải xảy ra bao nhiêu quá trình để hình thành nước tiểu? Đầu tiên tại cầu thận thì chuyện gì xảy ra? Lọc. Rồi sau đó tiếp ở các ống thận, tái hấp thu và bài tiết. Rồi sau đó phần nước tiểu phải ra ngoài thôi, có gì đâu, đúng không? Như vậy thì nếu mà mình không đi tiểu được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chất độc sẽ đứng lại, không thải bỏ được nước thừa, không thải bỏ được chất độc, không điều hòa được các chất điện giải và sẽ mất thân mạch được quanh. Các bạn cũng học cái này rồi, thì có hai thể suy thận, không? Suy thận cấp và suy thận mạng. Suy thận cấp trên nền mạng khi có yếu tố một loại học rồi, đúng không? Vậy thì cái gì để phân biệt suy thận cấp với suy thận mạng? Suy thận cấp khác suy thận mạng cơ bản là chỗ nào? Ở chỗ thời gian, khả năng phục hồi. Ở chỗ khả năng phục hồi, suy thận cấp là suy thận hoàn toàn có thể phục hồi, trong khi suy thận mạng là suy thận không thể phục hồi. Như vậy thì mình điều trị một bệnh nhân suy thận cấp khác suy thận mạng ở chỗ nào? Khác chỗ nào? Nó cũng là suy thận mà, chỉ khác nhau chỗ nào? Khác ở chỗ điều trị nguyên nhân hay điều trị cũng không phải luôn. Cũng đúng. Tóm lại là mình điều trị một cái ông bệnh nhân suy thận cấp là những chuyện mình cần làm là giữ cho ông còn sống, thận tự phục hồi, đúng không? Sẽ giữ cho ông còn sống, cho thận phục hồi. Nguyên nhân suy thận cấp thận học rồi chưa? Rồi giảm thể tích ngoại bào, giảm thể tích ngoại mặt, vân vân. Nguyên nhân suy thận sao thận học chưa? Rồi luôn, không mình nói nữa. Nguyên nhân suy thận tại thận học chưa? Rồi luôn, giỏi quá, giờ biết hết rồi, còn học gì nữa? Phải đâu nghĩ cứ thế gì vậy, còn phát tôi từ Nha Trang lặng lợi vô đây chỉ để nói thôi, mà giờ mấy bạn cứ lên nói nữa. Đó là mình thăm dò chức năng của nephron,
thì hai cái chỉ số mà mình có thể khảo sát trong máu đó là creatinine và VUN. VUN ấy, nó là viết tắt của cái gì? Quá giỏi luôn, đúng vậy. VUN, nếu mình không sử dụng VUN thì mình có thể thử cái gì? Ure. Ure, ure là gấp đôi VUN. Tại vì mình nhớ cái công thức ure không? Là nếu mà ure hoặc là VUN và creatinine tăng lên thì tức là chức năng của thận xấu đi. Tại sao vậy? Tại vì những chất này là những chất lẻ ra phải được thải ra ngoài. Nhưng mà nếu nó không được thải ra ngoài nó tăng lên thì chức năng kém đi. Ngoài ra nó sẽ có những cái kỹ thuật khác nhau, kỹ đo GFA như là vân vân, công thức ước toán này nọ thì các bạn cũng biết rồi. Nó sẽ có đo rồi như nói một cái chức năng khác nữa nó là điện giải đồ. Điện giải đồ thì gồm có sodium. Thì người suy thận thì sodium giảm. Tại sao sodium giảm? Tại có thể là mất natri qua da, qua đường tiêu hóa, qua thận và thừa nước nữa. Một cái nguyên nhân khác để làm cho sodium giảm ở những người suy thận là gì? Là bác sĩ kêu người ta kiêng ăn mặn. Cho nên rằng là các bác sĩ mai mốt các bác sĩ cảm ơn đừng bớt kêu bệnh nhân suy thận kiêng ăn mặn nữa. Có nhiều người có một nhà, tôi đã từng tiếp nhận những bệnh nhân vô cấp cứu vì natri máu còn 120 mấy, mê tức thò lò luôn. Mà tại sao mà dữ vậy bác sĩ? Ba em biết bị suy thận cho nên rằng là ông bác sĩ ông kêu là suy thận là phải ăn thiệt và lạc, cho nên là ở nhà là không ăn lạc, không ăn, không cho ăn cái gì hết, không cho ăn mắm uống gì hết. Ăn cái gì cũng bỏ muối ra, nó không nêm nếm gì hết. Cho nên mai mốt mấy bác sĩ ở đây đừng có nguyên kia nghe bản thân cái ông bệnh nhân mà suy thận mạng là natri máu đã giảm rồi. Cho nên các bác sĩ mà kêu ổng kiêng muối nữa thì các bác sĩ sẽ làm cho ổng kêu luôn. Và một từ nữa mà các trong dân gian mình rất hay nhầm lẫn là nhất là dân miền Tây. Ở đây bao nhiêu bạn là người miền Tây? Miền Tây ở đâu? Long An, Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang. Một cái từ nữa rất nhầm lẫn của ăn lạc là ăn chay. Hồi xưa cái tâm thời hồi đó dặn là bác đừng có ăn lạc nghe không? Không được, hồi xưa tôi ăn lạc từ nhỏ tới giờ đó thì sao mà phải không được rồi đó. Nó coi ba má tôi ăn tôi cũng ăn. Ăn lạc là ăn rau, ăn lạc là không có ăn cá thịt gì hết, ăn muối thôi. Cho nên là các bạn rất từ ngữ các bạn phải luôn chú ý nha. Vùng miền khác nhau có những cái từ ngữ khác nhau rất dễ nhầm. Cái quan trọng nhất là potassium. Potassium thì nếu mà nó tăng kali, tại sao ở người mà suy thận thì nó sẽ luôn luôn tăng kali và các triệu chứng nó sẽ đi từ nhẹ đến nặng. Nặng nhất của nó sẽ là rối loạn nhịp tim và ngưng tim trên những trong trường hợp kali máu quá cao. Như vậy thì trong dân gian của mình những cái chất gì mà thường tăng kali? Chuối giỏi quá, gì nữa? Cam là gì nữa? Chó có lá. Chó có lá. Sô-cô-la, người ta sẽ hỏi mình là sô-cô-la có phải là cà phê không chị? Nhưng mà từng ăn sô-cô-la thì tương đương ăn cà phê có được không? Có không? Có khác nhau không? Khác, chó cà phê là cà phê nhưng còn chó có lá là cacao. Sô-cô-la mình phải nói nhiều hơn, nhiều sô-cô-la. Nhưng mà ở những bệnh nhân suy thận thì thật sự suy thận mạng và phải thêm những cái chất làm tăng kali. Các bạn nhớ nha, đừng có nhớ lộn. Tôi vẫn hay dặn bệnh nhân đừng có nhớ lộn nha. Tức là dặn bệnh nhân là vẫn có thể ăn mặn được nhưng mà phải thêm những chất tức làm tăng kali. Sao mà nói đi nói lại nói dòng dòng hồi bệnh nhân là phải thêm thì có những cái chất làm ăn mặn và ăn những cái chất này để tăng kali. Nhớ nha, nhớ dặn bệnh nhân thật là kỹ nha.
bệnh nhân của mình thông thường là lớn tuổi, thông thường là ở vùng quê, cho nên là mình nói cái gì là mình phải nói hết suốt cẩn thận, giải nghĩa thiệt là rõ ràng, và người ta nhắc đi nhắc lại, và nên nhớ là chỉ nhắc những điều đúng thôi, đừng nhắc những điều sai, tại vì người ta sẽ nghe và nhớ những điều sai dễ hơn là những điều đúng. Mai mốt các bạn khám bệnh, các bạn sẽ thấy nhiều chuyện rất là tức cười khi mà mình khám bệnh. Chuyện giải đồn, cái nữa là canh sung máu thì mình biết rồi, canh sung máu thì nó do thận nó có nhiệm vụ chuyển hóa canxi phốt pho, đúng không? Cho nên rằng là nó sẽ có giảm canxi và tăng phốt pho. Hậu quả của tăng giảm canxi tăng phốt pho máu thì sẽ ảnh hưởng tới một cái tuyến nội tiết nào trong cơ thể? Tuyến cận giáp, đúng rồi, nó sẽ làm cường tuyến cận giáp, giải pháp. Thì do đó ở những bệnh nhân suy thận mạn mà định kỳ các bạn phải siêu âm tuyến giáp và tuyến cận giáp. Rồi rối loạn cân bằng tiền toan thì dễ rồi, thế nào cũng sẽ suy thận thì sẽ là acidose hay là có là hay là alkalino kiềm hóa hay là toan hóa. Toan hóa là chủ yếu ha, thì mình sẽ có đo bằng pH máu hoặc là giám sát bằng vi cạc vô nát. Vi cạc vô nát thì mình sẽ có hai phương pháp để đo, hoặc là thắt định lượng HCO 3 trừ, hoặc là mình sẽ đo bằng một cái gọi là rezet alkalin dự trữ kiềm trong cơ thể bệnh nhân. Tất cả những cái chỉ số đó nó đều phản ánh cho tình trạng là rối loạn tiền toan. Acid uric máu, acid uric máu có là nguyên nhân gây tổn thương thận, nhưng mà nó cũng có thể là hậu quả do suy thận thải ra một đường. Cho nên một bệnh nhân tới khám với mình mà mình thấy acid uric máu nó tăng lên thì luôn luôn mình phải cảnh giác đây là hậu quả hay đây là nguyên nhân. Đồng thời acid uric máu tăng thì cũng có thể là gây ra sỏi hệ tiết niệu. Học bài sỏi niệu chưa? Ủa chưa học gì trên nhà mình? Dạ đúng. Chưa học gì trên Mỹ đã học được mấy bài rồi? Giải phẫu học chưa? Sinh lý học chưa? Chưa học sinh lý. Rồi thì học giải phẫu với sinh lý xong thì hết rồi, không thì nó tập chứ hả? Rồi một cái xét nghiệm rất quan trọng là một người nhớ là phân tích, các bạn nhớ hả? Khi phân tích phân tích thì nó sẽ có đường điện nè, sẽ có bạch cầu nè, có protein điện nè, nó sẽ có 10 chỉ số. Các bạn sẽ xem ở những cái bảng thức tiết tiểu hồi xưa thì nó là có 8 chỉ số, bây giờ thì nó có 10 chỉ số. Nó gồm có pH, nó gồm có tĩnh động vân vân, bilirubin, rồi có leukocyte, có hồng cầu, có bạch cầu. Nếu một cái bệnh nhân nó có hồng cầu nhiều thì nhiều mà không có bạch cầu thì đó là mình sẽ định nghĩa là tiểu ra máu. Vấn đề của mình là mình phải coi cái tiểu ra máu này là nó ở cầu thận hay là nó ở chỗ khác. Làm sao để phân biệt tiểu ra máu đó là ở cầu thận hay là ở trên hệ tiết niệu, nó chảy máu ra. Cái chỗ dọc hay là cái đó là cái ra máu đại thể rồi thì dễ. Cái đó là tìm cái cơ quan cái ra máu, đúng không? Nhiều tương tổn nhiều như thận hay là bàng quang hay là không. Còn cái đáy ra máu vi thể chỉ thấy ở trên xét nghiệm thôi thì cái phân biệt của mình là cần phân biệt đáy máu này có phải là do cầu thận không, có thương tổn cầu thận hay không, thì mình sẽ dựa vô hình dạng hồng cầu chổi quá nên không có lớn rồi có gì nữa. Nếu mà đáy máu mà do cầu thận thì hình hồng cầu nó bình thường hay nó thay đổi, nó sẽ biến dạng méo mó. Còn nếu mà đái máu cho hệ tiết niệu, cho biểu mô đường tiết niệu thì thương tổn thì hồng cầu tình dạng đa số của nó sẽ là bình thường. Cảnh hát thì là một cái xét nghiệm cực kỳ các bạn phải nhớ, trong những cái xét nghiệm về tiết niệu để làm gì, để khẳng định cái trường hợp này là đái máu vi thể hay không. Tại vì sao mình làm một cái tổng phân tích nước tiểu thì mình tức là bệnh nhân chỉ cần vô cái nó một bảng và mình đem đi thử thôi. Trong khi đó cái cạnh này thì là mình phải dùng nước tiểu trong 3 tiếng đồng hồ, và bệnh nhân mình phải liên tâm mình đến số lượng hồng cầu bạch cầu trong nước tiểu. Cho nên là cái xét nghiệm này chỉ xét nghiệm như cái nào chính xác hơn, cái này
quyền tương tổ thiết ra. Nếu mà trong cái bảy thực tiện đó mà có hồng cầu, mà có trụ, thì mình phải hết sức cảm giác là nó có tương tổ cả cầu thận và cả hậu thận nữa. Định lượng protein trong nước tiểu 24 giờ. Tại sao mình phải định lượng protein trong nước tiểu 24 giờ? Để coi có tiểu đạm hay không. Tiểu đạm là biểu hiện của bệnh gì? Ủa? Không phải của hội chứng hậu thuôn. Ủa? Bệnh lý cầu thận. Bệnh lý cầu thận nó có rất rất nhiều bệnh mà trong đó hội chứng tự thương chỉ là một biểu hiện của bệnh lý cầu thận mà thôi. Khi mà lái học bài này rồi đúng không? Khi mà làm niệm nhiều trên ba gan trong 24 giờ thì gọi là hội chứng tự thương. Khi mà gọi là hội chứng tự thương xong mình phải tìm ra cái nguyên nhân gây ra hội chứng tự thương là tương tổ của cái thấy gì nữa, đúng không? Như vậy thì mình nhớ rằng là cái định lượng protein trong nước tiểu 24 giờ khi mình có nghi ngờ bệnh lý cầu thận. Albumin trong huyết thanh để làm gì? Để làm gì? Có giảm không? Khi nào nó giảm? Nó mất quá. Nó tới là nhiều quá thì nó mất tiêu thì nó phải giảm chứ. Bao lâu mà buồn vô được kịp, đúng không? Có khi nào mà tới thì bình thường không bệnh lý gì hết trơn mà albumin giảm không? Khi nào? Gan. Gan bị gì? Không tổng. Rồi gan luôn. Còn cái nào nữa? Suy dinh dưỡng. Đúng vậy. Tôi có một ông bệnh nhân. Bác sĩ ơi, bác sĩ tôi tới khám bệnh đi không nổi ngồi xe lăn. Hỏi sao vậy chú? Sao chú đi khám bệnh? Trong vòng 3 tháng sụt 12kg. À, tại sao chú sụt vậy? Tại vì tôi theo phương pháp yoga gì đó ăn dầu được cuối mì ạ. Làm một đống xét nghiệm cái gì cũng tức là mọi cái bệnh hành thấp đều bình thường, ăn cái gì có hai cái mấy thôi, tức là cái gì nó cũng thấp tè hết. Tại sao chú bệnh nặng lắm? Thế dạ đúng rồi, tôi biết là nó sẽ tại vì tôi ăn cầu đừng nghe theo phương pháp yoga qua qua chi chi gì đó. Tại sao chú phải ăn cầu đừng nghe nó gì cho nó khỏe á? Người ta nói tôi là cho nên các bạn nhớ nha, ăn nguyên máu mà giảm còn có lý thôi là do suy dưỡng nữa. Coi như bạn ngồi đây ăn uống ngày gạo nước uống nhà theo phương pháp yoga. Hấp bụng lại, hấp bụng lại. Đây có suy dinh dưỡng không? Ngày nào mà bắt đầu hoạt động, ngày nào bắt đầu đi sụt ký thì nhớ thay đổi cái đồ ăn nha. Protein thì nó gồm có một cái chung, nó gồm có cả albumin, có cả lumin, có cả tấm vân vân những thứ nữa, cho nên là mình sẽ phải là cả protein và cả albumin. Tổng phân tích tế bào máu, tổng phân tích tế bào máu có giúp mình dẫn đoán suy thận không? Có không? Không có. Có chú giúp mình phân biệt suy thận cấp với suy thận mạng. Tại sao mình phân biệt được suy thận cấp với suy thận mạng? Nhờ vào công thức đâu? Erythropoietin là một cấu thành của hồng cầu, đúng không? Như vậy thì suy thận cấp thì nó có giảm erythropoietin không? Không có, nó vừa mới suy xong, nó vẫn chỉ là suy thận mạng có giảm erythropoietin không? Có. Như vậy thì nếu mà nó giảm erythropoietin thì nó sẽ giảm tế bào già hay giảm tế bào non? Tế bào non. Già hay non? Non. Đương nhiên là non rồi. Cái nào nó đã có rồi thôi. Thiếu erythropoietin nó không có tạo ra được những cái tế bào mới. Thì cái tế bào non của hồng cầu là gì? Là hồng cầu lưới. Là hồng cầu lưới. Cho nên một cái bệnh nhân nó vô với mình mà nó suy thận mạng, mà nó suy thận, những cái xét nghiệm suy thận mà có thiếu máu, thì cái chuyện đầu tiên các bạn phải làm là phải xem kết máu ngoài tim để nhìn coi có tỷ lệ hồng cầu lưới là bao nhiêu.
nếu nó có suy thận mà hồng cầu dưới của nó bình thường thì cái thiếu máu này là do mất máu cấp, có thể là chảy máu xuất huyết tiêu hóa ở đâu đó hay là cái gì đó ở đâu đó, nhưng mà nó là mất máu cấp. Như vậy thì cái suy thận này có thể là suy thận cấp chứ không phải là suy thận này. Nhưng mà nếu mà cái chỉ số hồng cầu dưới nó giảm thiệt là nhiều luôn thì mà kèm với suy thận thì cái này mình phải được coi như là suy thận đề là suy thận đề. Còn ai có mắc gì không? Trong cái xét nghiệm các bạn muốn nghĩ chút xíu không? Hay là học luôn? Hả? Nghĩ xíu đi sớm. Bây giờ nghĩ xíu, bây giờ mình đang đợi. Nghĩ xíu đi sớm.